So now can you like introduce yourself? Yeah. In Khmer. Yeah. Chào mừng số khi nhóm chúng tôi Dorian, nhóm một bị phụ tá Hà Lan, anh em tên anh ấy là Mark Phai, mới đăng và chỉ mới ung vrek nên nhóm chụp ní mới đăng hai bị muôn, nhóm kết ta muốn muốn chăm muốn bị chăm muốn và chỉ mới ní anh em tên anh ấy mới đăng tít là Mark Phai. Hi. Ta vô dạng nào đấy, chúng tôi cả chụp ông rẻ lực này. Ben, sorry. I mean, what do you think about your second fight with ông rẻ? And what do you think about your opponent? What the difference between the first one and the second one? Bimun vai prai pramatak vai niti hai nang tanai ni yung vai moyatak rambun niti hai nang tai chinak KO mà cho cái ta tên anh đi bài also nhóm also bài clown bị pro nhóm clay tik tik hay nâng nhóm jump jump tik bị pro bram bài bram bun niti hay nâng nhóm cái ta pro hal bài niti bun niti hay nhóm hot hay. So okay, for the next question. So, do you want to face your opponent over there in the next fight or not? Chong. Chen Yi. Chong Chong Ban. Chong Ban Chong Tit. Sao có cái rôm bò chao vậy vậy ạ? Chong Ban Chong Tit. So if you have the next fight with over there, so what are the preparations and what are you going to prepare for the next fight? Continue. Nhóm bạn nhé. Nhóm bạn Frappy Pro. Oh, I see. Okay, thank you so much. For the last one, do you want to say something to your fan and boxing fan in Cambodia? Kun chan Cambodia nyom chuchat nang srolang Cambodia chan nang srolang wai kum khmai doi khnia. Sok sabai tae ok ni. Sok phiep lo. Okay, thank you.